Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội hôm nay vẫn trong chuỗi ngày mát mẻ, dễ chịu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 29-30 độ. Tối và đêm nay, trời vẫn tiếp tục nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-27 độ, độ ẩm từ 90-97%. Sang đến ngày mai, khu vực Hà Nội tăng nhiệt từ 4-5 độ so với hôm nay. Trời có mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Chiều tối khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 30mm. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm từ 55-97%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, hình thái thời tiết nhiều mây và mưa dông vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Ban ngày trời có nắng nhẹ, mưa dông rải rác sẽ xuất hiện vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ, cao nhất là từ 27-28 độ, độ ẩm trung bình từ 76-87%. Dự báo sắp tới sẽ còn có hai đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt đầu vào đúng ngày lập hạ mùng 5 tháng 5 và đợt thứ hai vào ngày mùng 8 đến mùng 9 tháng 5. Do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn nửa đầu tháng 5. Không khí lạnh ở thời điểm này thường nhẹ, chỉ tồn tại từ 1-2 ngày và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, miền Bắc có mưa vừa đến mưa to, dông lốc và sấm sét khả năng xuất hiện vài nơi và vào từng thời điểm. Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ vẫn là những ngày nóng hơn nhưng nhiệt độ không cao như cuối tháng 4 và cũng không kéo dài. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-34 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 25-34 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24-34 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây cũng tương tự kiểu thời tiết này, nhiệt độ từ 24-34 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-34 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin dự báo thời tiết 6:30 sáng mai.